Cô chào các em học sinh lớp 9 trường Chu Văn An. Hôm nay cô và các em sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp bài thứ 5 trong chương trình địa lý lớp 9. Bài hôm nay chúng ta tìm hiểu đó là bài thực hành phân tích và so sánh tháp dân số năm 1999 và năm 2019. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai nội dung. Nội dung thứ nhất là phân tích và so sánh hai tháp dân số. Nội dung thứ hai là chúng ta nêu nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số ở nước ta. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng nội dung một. Nội dung thứ nhất đó là phân tích và so sánh hai tháp dân số. Như chúng ta biết, dân số là một nguồn lao động quý báu cho sự phát triển kinh tế xã hội của một địa phương, và dân số thường được biểu hiện cụ thể bằng một tháp tuổi hay còn gọi là tháp dân số. Mời các em quan sát hai cái tháp dân số sau đây. Bên tay trái là tháp dân số năm 1999 và bên tay phải là tháp dân số năm 2019. Như vậy, tháp tuổi cho chúng ta biết được điều gì về dân số? Đây là kiến thức mà chúng ta đã học ở chương trình địa lý lớp 7, bài số 1 trong chương trình địa lý lớp 7 rồi các em nhé. Nhưng mà cô sẽ nhắc lại, ở mỗi tháp dân số thường thì chúng ta thấy nó được thể hiện ba màu sắc khác nhau. Màu thứ nhất, với hai cái tháp tuổi này thì chúng ta thấy màu vàng nè. Màu vàng là màu mà nằm bên dưới của tháp tuổi. Cô gọi phần này là phần đáy tháp, thể hiện ở cái độ tuổi từ 0 đến 14 tuổi. Đây là độ tuổi dưới lao động. Cái màu thứ hai đó là màu xanh lá, thể hiện ở cái độ tuổi từ 15 đến 59 tuổi. Phần này cô gọi là phần thân tháp. Đây là cái nhóm tuổi lao động. Và cái màu thứ ba đó là màu xanh dương, thể hiện ở cái độ tuổi là từ 60 tuổi trở lên. Đây là cái độ tuổi ngoài lao động. Cô gọi đó là phần đỉnh tháp. Như vậy, thường cái tháp tuổi bên tay trái được thể hiện là số nam, còn bên tay phải là thể hiện số nữ. Như vậy, qua tháp tuổi, chúng ta biết được điều gì về dân số? Chúng ta sẽ biết được số nam, số nữ trong từng độ tuổi. Và cũng qua tháp tuổi, chúng ta cũng biết được là cái nguồn lao động hiện tại và tương lai của địa phương đó là nhiều hay ít và trong tương lai như thế nào. Như vậy thì ở cái nội dung thứ nhất này chúng ta sẽ so sánh hai tháp tuổi về các mặt. Thứ nhất đó là về hình dạng, thứ hai là cơ cấu dân số theo độ tuổi và thứ ba là tỷ lệ dân số phụ thuộc. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt phân tích hai cái tháp tuổi cũng như là so sánh hai tháp tuổi này qua cái bảng so sánh như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ so sánh về mặt hình dạng nè. Như khi nãy cô nói là phần màu vàng này là phần đáy tháp nè ha. Phần màu xanh lá là màu là phần thân tháp và kế đến là màu xanh dương là phần đỉnh tháp. Vậy thì chúng ta so sánh hai cái tháp này, chúng ta thấy hai cái tháp này cái đáy tháp nó có khác nhau hay không các em? Có khác nhau. Và khác nhau như thế nào? Chúng ta nhìn cho kỹ, chúng ta thấy cái tháp thứ nhất, tháp năm 1999 nè, chúng ta có thấy rõ ràng là cái phần đáy tháp của năm 1999 rộng hơn so với năm 2019, hay nói cách khác là cái đáy tháp năm 2019 hẹp hơn so với đáy tháp năm 1999, có phải không nè? Tiếp theo đó chúng ta sẽ so sánh tiếp cái phần thân tháp. Ở tháp năm 1999 thì chúng ta thấy cái phần thân tháp á, mở rộng ở cái độ tuổi là từ 15 đến 19 tuổi. Nhưng mà từ cái độ tuổi này đi dần về phía trên, tức là đi về phía đỉnh tháp á, thì chúng ta thấy nó có xu hướng là nó hẹp dần đi. Đúng không nào? Nhưng mà ở cái tháp thứ hai thì chúng ta thấy là từ 15 đến 24 tuổi thì chúng ta thấy nó hơi hẹp. Tuy nhiên từ 25 tuổi trở lên thì chúng ta thấy là cái thân tháp của cái tháp thứ hai này là nó được mở rộng dần và nó to hơn so với tháp thứ nhất. Hay nói cách khác là thân tháp thứ nhất chúng ta thấy nó hẹp hơn và thân tháp của tháp thứ hai chúng ta thấy nó rộng hơn. Có phải không nè? Rồi bây giờ chúng ta so sánh tiếp cái phần đỉnh tháp nè. So sánh giữa hai tháp tuổi thì chúng ta thấy cái đỉnh tháp của năm 1999 nó có vẻ là nó nhọn hơn, và so về cái bề ngang thì chúng ta thấy là cái phần đỉnh của tháp thứ nhất này là nó vừa hẹp hơn và nó nhọn hơn so với cái tháp thứ hai. Hay nói cách khác là cái tháp thứ hai cái phần đỉnh nó rộng hơn và nó to hơn.
Các bạn nè, như vậy là chúng ta đã so sánh xong về cái mặt hình dạng giữa hai cái tháp tuổi này. Bây giờ tiếp đến đó là cái phần cơ cấu dân số, đơn vị để tính cơ cấu dân số là tỷ lệ nha các em, phần trăm. Ở đây chúng ta có 3 nhóm tuổi là từ 0 đến 14 tuổi là dưới lao động, nhóm tuổi thứ hai là từ 15 đến 59 là lao động và nhóm tuổi thứ ba đó là trên 60 tuổi là nhóm tuổi ngoài lao động. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tính xem là ở cái nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi á, chiếm tỷ lệ là bao nhiêu. Chúng ta sẽ lấy cái số nam nè, là lấy 14, 17,4 nè, chúng ta cộng cho 16,1 thì chúng ta ra kết quả là 33,5%. Tương tự như vậy, cái nhóm thứ hai ở tháp thứ nhất chúng ta tính ra được là 58,4% và nhóm thứ ba là 8,1%. Như vậy trong năm 1999, trong ba cái nhóm tuổi thì chúng ta thấy rõ ràng cái nhóm tuổi thứ hai là nhóm tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao nhất nè. Rồi tiếp đó là cái nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi dưới lao động là chiếm cái tỷ lệ khá cao và cuối cùng chiếm thấp nhất đó là nhóm tuổi trên 60 tuổi. Bây giờ chúng ta qua năm 2019, chúng ta bắt đầu chúng ta tính tiếp xem là ở cái nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi ở cái tháp thứ hai này là bao nhiêu? Đó là 24,3% và cái nhóm thứ hai là nhóm lao động chiếm 63,8% và nhóm thứ ba là chúng ta tính được là 11,9%. Như vậy ở cái tháp thứ hai này thì chúng ta thấy trong ba nhóm tuổi thì cái nhóm thứ hai là nhóm lao động cũng chiếm cái tỷ lệ cao nhất nè. Trong ba nhóm tuổi kế đến đó là nhóm tuổi dưới lao động và thấp nhất là trên lao động. Như vậy thì chúng ta so sánh giữa hai cái tháp tuổi thì chúng ta thấy rõ ràng là cái tháp thứ nhất nè, chúng ta thấy cái tỷ lệ là 33,5%, tháp thứ hai là 24,3%. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái tháp thứ hai này, cái phần đáy tháp nó hẹp hơn, nó nhỏ hơn so với cái đáy tháp thứ nhất. Thấy chưa? Như vậy kế đến chúng ta so sánh cái nhóm tuổi thứ hai, nhóm tuổi lao động là chúng ta thấy là ở đây chúng ta thấy từ năm 1999 cái nhóm này là tăng tỷ lệ nè. Tham tăng tỷ lệ nên là cái phần thân tháp ở cái tháp thứ hai này chúng ta thấy nó rộng hơn so với lại tháp thứ nhất. Ở cái nhóm tuổi trên 60 tuổi nè thì chúng ta thấy ở cái nhóm ngoài lao động này hay là còn gọi là trên lao động thì chúng ta cũng thấy là tăng về tỷ lệ. Và như vậy thì từ cái kết quả mà chúng ta vừa tính ra đó, chúng ta có thể kết luận là dân số nước ta thuộc vào loại trẻ bằng chính là cái lực lượng lao động nè. Các em thấy cái nhóm tuổi lao động nè chiếm tỷ lệ rất là cao, không nè. Như vậy là cơ cấu dân số nước ta là cơ cấu dân số trẻ nha các em, nhưng mà có xu hướng già đi. Vì sao? Bởi vì chúng ta thấy nè, cái số người trên 60 tuổi trở lên á thì chúng ta thấy tăng tỷ lệ, và theo thống kê của Liên Hợp Quốc năm 2014 thì Việt Nam đã chính thức bước vào quá trình già hóa dân số. Dự báo năm 2038 thì cái nhóm người cao tuổi sẽ chiếm khoảng 20% trong tổng số dân số. Như vậy tốc độ già hóa của dân số Việt Nam đã đặt ra một số thách thức lớn cho việc đảm bảo về hạ tầng, an sinh xã hội cũng như là y tế, hưu trí, nhà ở cho nhóm người cao tuổi này. Bây giờ chúng ta tính cái tỷ lệ phụ thuộc nè. Bây giờ muốn tính tỷ lệ phụ thuộc thì chúng ta sẽ lấy cái số nam, cô xin lỗi là chúng ta phải lấy số liệu của cái nhóm thứ nhất là dưới lao động nè, chúng ta cộng với lại số liệu của nhóm tuổi thứ ba nè là trên lao động nè thì chúng ta sẽ ra kết quả là 41,6% năm 1999 và năm 2019 là 36,2%. Như vậy cái tỷ lệ phụ thuộc vào năm 1999 là chúng ta thấy là khá cao. Tuy nhiên đến năm 2019 thì cái tỷ lệ này đã giảm xuống và giảm xuống còn là 36,2%. Như vậy là từ cái bảng số liệu này chúng ta sẽ kết luận là dân số nước ta có cơ cấu dân số trẻ nhưng đang có xu hướng già đi nha các em. Như vậy là vừa rồi là chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung thứ nhất của bài. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu tiếp cái nội
dung thứ hai của bài, đó là nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số của nước ta. Ở nội dung thứ hai này, chúng ta sẽ trả lời hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, đó là nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số nước ta và giải thích nguyên nhân vì sao. Cô sử dụng lại các số liệu mà chúng ta mới vừa tính khi nãy nhé. Rõ ràng chúng ta thấy cái nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi nè, từ năm 1999 đến năm 2019 chúng ta thấy là giảm về tỷ lệ nè, phải không? Và giảm bao nhiêu chúng ta tính ra là giảm 9,2%. Như vậy thì tại sao cái nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi giảm tỷ lệ các em? Kiến thức này cô đã dạy ở bài 2 ở tuần vừa rồi rồi. Vì sao cái nhóm tuổi từ 0 đến 14 tuổi này giảm về tỷ lệ? Là nhờ thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, mỗi hộ gia đình chỉ nên sinh từ 1 đến 2 con để nuôi dạy cho tốt và để ổn định xã hội. Bây giờ chúng ta qua nhóm thứ hai. Nhóm thứ hai là nhóm tuổi lao động. Chúng ta thấy số liệu năm 1999 và năm 2019 nè, thì chúng ta thấy cái nhóm tuổi này là tăng tỷ lệ và tăng bao nhiêu? Tăng 5,4%. Và chúng ta cũng giải thích vì sao cái nhóm tuổi lao động này lại tăng về tỷ lệ. Cũng là kiến thức chúng ta đã học rồi ở bài 2. Vì sao các em? Vì là do hậu quả của sự bùng nổ dân số ở giai đoạn trước đó, từ những năm 50 đến những năm cuối thế kỷ 20, nước ta đã xảy ra bùng nổ dân số, và hậu quả của việc bùng nổ dân số đó giúp ta giải thích được vì sao nhóm tuổi lao động ở nước ta đã tăng tỷ lệ là như vậy. Bây giờ qua nhóm tuổi thứ ba, đó là nhóm tuổi trên lao động hay còn gọi là ngoài lao động á, thì cái nhóm tuổi này chúng ta thấy số liệu năm 99 và năm 2019 nè, thì chúng ta thấy cũng là tăng về tỷ lệ và tăng 3,8%. Như vậy vì sao cái nhóm tuổi trên 60 này lại tăng về tỷ lệ các em? Đó là do cái chất lượng cuộc sống của Việt Nam ngày càng được cải thiện, ngày càng được nâng cao, và cái lĩnh vực y tế cũng được phát triển. Như vậy là chúng ta đã giải đáp xong câu hỏi thứ nhất trong nội dung thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ giải đáp tiếp câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai là cơ cấu dân số nước ta có thuận lợi gì cũng như là khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế xã hội. Đây cũng là kiến thức đã học qua rồi. Chúng ta cũng đã học qua rồi ở bài 2 và bài 4, chúng ta cũng đã nhắc qua rồi. Nước ta là nước đông dân, đứng hàng thứ 15 trên thế giới và đứng hàng thứ ba ở Đông Nam Á. Và dân số nước ta ngày càng tăng, trung bình là mỗi một năm nước ta có thêm khoảng 1 triệu lao động. Như vậy về mặt thuận lợi thì nước ta có nguồn lao động dồi dào và có thị trường tiêu thụ rộng lớn. Nhưng mà bên cạnh thuận lợi đó, việc dân số đông và tăng nhanh đem đến không ít những cái khó khăn. Đó là những cái khó khăn nào? Đó là gây nên những cái sức ép lớn đối với vấn đề xã hội, như là vấn đề ăn mặc ở ở là vấn đề nhà cửa đó các em, rồi trường học, vấn đề học, y tế, vấn đề việc làm. Không những thế, dân số đông và tăng nhanh cũng làm chậm cái quá trình phát triển kinh tế của đất nước, gây sức ép về kinh tế cũng như là gây sức ép về tài nguyên thiên nhiên cũng như là môi trường. Tài nguyên thiên nhiên thì bị khai thác quá mức dẫn đến cạn kiệt, cái môi trường thì càng ngày càng bị ô nhiễm nhiều hơn. Như vậy để khắc phục những cái khó khăn trên thì chúng ta cần phải áp dụng những cái biện pháp nào nè? Từ nãy giờ các em thấy cái nội dung thứ hai này toàn là những cái kiến thức mà chúng ta đã học, chúng ta chỉ hệ thống lại, ôn tập lại thôi. Bây giờ muốn giảm cái sức ép về dân số đối với xã hội, kinh tế cũng như là tài nguyên và môi trường, thì biện pháp thứ nhất là tiếp tục thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, là mỗi hộ gia đình chỉ nên sinh từ 1 đến 2 con. Và bên cạnh đó
Chúng ta thấy cái nguồn lao động của nước ta phân bố không đồng đều giữa các vùng cũng như là giữa các ngành. Do đó, cái biện pháp thứ hai là chúng ta cần phải phân bố lại dân cư cũng như là nguồn lao động giữa các ngành và các vùng với nhau. Nguồn lao động của Việt Nam phần lớn là tập trung ở vùng nông thôn. Nhưng mà chúng ta biết là vùng nông thôn thì do cái tính chất mùa vụ và cái ngành nghề ở vùng nông thôn cũng hạn chế, ít ngành nghề hơn. Do đó là người dân ở vùng nông thôn thường hay thiếu việc làm. Trong khi đó thì ở các thành thị thì các hoạt động nông nghiệp, các hoạt động công nghiệp và dịch vụ thì chưa có đáp ứng được cái nhu cầu của người dân. Vì vậy, cái biện pháp thứ ba là cần phát triển thêm các hoạt động công nghiệp và dịch vụ ở đô thị, đa dạng hóa các hoạt động kinh tế ở vùng nông thôn. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cái nguồn lao động của Việt Nam dồi dào, nhưng mà qua đào tạo thì ít mà không qua đào tạo thì nhiều. Như vậy, biện pháp cần khắc phục cái hạn chế về cái trình độ chuyên môn của nguồn lao động Việt Nam là chúng ta tăng cường đầu tư giáo dục đào tạo cho lớp trẻ để nâng cao chất lượng nguồn lao động, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải tăng cường hợp tác liên kết với nước ngoài và xuất khẩu nguồn lao động để nhằm làm giảm bớt cái sức ép về dân số đối với việc làm ở nước ta. Như vậy thì chúng ta thấy dân số có liên quan chặt chẽ với sự tăng trưởng kinh tế cũng như sự phát triển xã hội và bền vững về môi trường. Như vậy thì chúng ta cũng vừa tìm hiểu xong nội dung thứ hai của bài. Như vậy cô mời các em ghi cái nội dung bài vào trong tập ha. Như vậy vừa rồi là chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung bài thứ 5. Các em về nhà, các em sẽ nếu có thời gian thì các em sẽ xem một cái đoạn video clip trên cái đường link mà cô đã tải lên trên cái màn hình nè ha. Các em về nhà, các em sẽ ôn tập cho cô bài số 1 mà cho đến bài số 5 để chúng ta kiểm tra 15 phút. Sau đó các em xem trước cái nội dung bài số 6 cho cô nha. Như vậy là bài hôm nay đến đây là hết. Cô tạm biệt các em, xin hẹn gặp các em ở tiết sau các em nha.